Xin chào các bạn. Mỗi khi đến mùa lúa chín, đồng ruộng xung quanh hiện lên một màu vàng rất đẹp. Lúc đó chúng tôi thường ra đồng và mang theo mình một chiếc nạn khung để bắn những gì có thể trên đường đi. Tôi vào vườn tìm một nhánh cây có hình chữ Y như nhánh của cây tràm hay trên các nhánh của cây bằng lăng. Ngày xưa tôi hay đi tìm cây châm bầu và thích chọn nhánh của nó để làm nạn khung hơn, vì chữ Y trên nhánh châm bầu được tạo ra rất đối xứng với hai nạn phía trên có kích thước bằng nhau và phần cong uốn ra ngoài nhìn rất đẹp mắt. Chúng ta sẽ chặt các nhánh lẻ đi, gọt tách vỏ của nó ra, rồi làm ngắn lại ở tất cả các đoạn để tạo một chữ Y có kích thước vừa ý. Sau đó gọt các mép xung quanh để chúng không bị xước trong quá trình sử dụng, đồng thời tạo thêm một rãnh ở mặt bên của nhánh chữ Y tại 4 chỗ như bạn thấy. Bây giờ tôi sẽ đi tìm dây cao su. Với lượng dây này, chúng ta chọn 8 sợi cho một phần và làm tương tự để có được 6 phần riêng biệt. Tiếp theo, tôi sẽ lồng chúng vào nhau và thắt chặt lại. Chúng ta sẽ nối 3 phần thành một dây và làm được 2 dây như bạn thấy. Sau đó, tôi sử dụng một chiếc áo cũ, cắt lấy phần bản đầu áo và xé thêm một đoạn vải dài. Chúng ta sẽ cắt ngang miếng vải này ra, lấy 2 đoạn dài khoảng 10cm và 2 đoạn khác ngắn hơn một chút. Với bản bao áo, tôi chỉ chọn một khúc dài chừng 17cm. Bây giờ, ta lấy một miếng vải mỏng, xếp mép của nó vào trong ở cả hai bên, gấp đôi nó lại, rồi xỏ vào một đầu của đoạn dây thun. Ta sẽ nối nó với nạn chữ Y theo cách, chập miếng vải vào hai bên đoạn cây, rồi dùng dây thun quấn xung quanh để cố định lại. Với đầu dây thun còn lại này, tôi sẽ buộc nó vào bản bao áo. Ta sẽ làm tương tự với đoạn dây thun thứ hai và nối phần cuối cùng của nó vào nạn chữ Y. Thế là xong, chúng ta đã có được một chiếc nạn khung tự làm. Đây là nạn khung nuột 8, nghĩa là mỗi đoạn dây sẽ có 8 sợi. Bây giờ ta sẽ tìm đạn để bắn. Nếu thời gian hơi gấp, tôi sẽ lấy những viên đất nhỏ tại chỗ để bắn ngay, hoặc có thể hái những trái bằng lăng có sẵn trên cây để làm đạn. Khi có nhiều thời gian hơn, chúng tôi sẽ dùng đất dẻo, lấy một ít đất, vo tròn thành viên nhỏ và để vào một tấm ván. Ta sẽ làm một lần nhiều nhất có thể, rồi đem phơi khô cho chúng cứng lại. Khi tất cả đã khô, tôi sẽ gom chúng, cho vào đầy túi áo hoặc túi quần, rồi lấy nạn khung mang theo. Trong lúc đang đi ngoài đồng, chúng tôi thường dùng nạn khung bắn vào những thanh tre đang cắm trên bờ ruộng, hoặc những thứ gặp phải trên đường đi như trái bình bát này chẳng hạn, và xem mình như là một tay thiện xạ. Có khi chúng tôi lại vào vườn, tìm trên những cây sồi và bắn những trái sồi trên cao. Khi đạn chúng vào cuốn, trái sẽ rơi xuống đất, ta sẽ lấy chúng, đập ra và ăn ngay tại chỗ. Khi đã ăn hết trái sồi, tôi sẽ đi tìm một nhánh tre còn xanh, chặt xuống và loại bỏ các phần dư đi. Đồng thời, khi bạn uốn cong thanh tre, nó có thể bật lại một cách nhanh chóng. Bây giờ, chúng ta lấy một đoạn dây thả diều dài chừng 1m, buộc một đầu vào ngọn trên của nhánh tre. Và ở phần đầu dây còn lại, bạn thắt một nút hồng lọng với một vòng nhỏ như thế. Tiếp theo, ta bóp một miếng cây, cắt lấy một đoạn dài khoảng 5cm. Sau đó, bắt đầu từ ngọn trên của nhánh tre, chúng ta đo dây xuống khoảng một gang tay và buộc đoạn tre ngắn vừa bóp vào ngay vị trí này. Ta lấy một thanh tre tròn khác, cắt lấy một đoạn dài chừng 2 tấc, đạp láng ở đầu trên và đẽo nhọn ở đầu phía dưới. Tiếp theo, tôi sẽ vào nhà kho, lấy một cây đinh 4 phân, đóng vào thanh tre tròn ở gần đầu trên để tạo thành một dụng cụ như bạn thấy. Ta sẽ chuẩn bị thêm một thanh tre nhỏ với độ dài khoảng chừng 3 tấc. Ở đây, chúng ta đã có đầy đủ dụng cụ cho một chiếc bẫy gà. Bây giờ, tôi sẽ tìm một chỗ trống ngoài vườn, cắm hờ đoạn tre ngắn trước và chỉnh cho đầu đinh quay vào khoảng trống, rồi dùng búa đóng xuống cho nó thật chắc chắn. Nhớ để đinh nhô cao khỏi mặt đất một đoạn khoảng chừng 5cm. Tiếp theo, ta sẽ đặt thanh tre nhỏ cùng chiều với hướng đinh sao cho một đầu dài qua khỏi trụ tre và đầu kia được giữ cố định. Sau đó, tôi sẽ lấy thanh tre dài, cắm ở vị trí cách chỗ trống khoảng chừng 1m, bẻ cong nó xuống, rút dây qua dưới đinh cho đến khi tới đoạn tre ngắn. Ta sẽ lấy nó qua khỏi đinh, kéo thanh tre nhỏ lên để gài cố định lại. Cuối cùng, ta xếp đôi sợi dây còn lại này, xỏ vào nút hồng lọng, kéo nó dài qua để tạo thành như một vòng tròn, rồi để lên thanh tre như bạn thấy. Bây giờ, ta sẽ gãi một ít lúa vào vòng dây và chờ gà đến. Khi gà bước lên miếng tre và đè nó sập xuống, chốt gài sẽ bị tuột ra làm thanh tre bật lên, giật sợi dây hồng lọng xiết vào chân gà để giữ nó lại. Vì chờ gà đến khá lâu nên tôi sẽ bắt một con gà để thử cho các bạn xem. Bạn thấy nó hoạt động rất hiệu quả. Để tôi tháo dây thả gà đi. Ngày xưa người ta hay dùng bẫy này để bắt những con cò ở ngoài cánh đồng. Nhưng ngày nay tôi thấy mọi người đã yêu thích cò hơn và hy vọng rằng sẽ không còn ai bắt chúng nữa.